Tòa án Liên bang Hoa Kỳ phán quyết nhóm người Việt lừa đảo dân Mỹ qua mạng. Một tòa án liên bang ở Florida vừa ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với 3 công dân Việt Nam trong vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch 19 nhắm vào hàng nghìn người tiêu dùng Mỹ theo cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE. Vụ việc được Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa của ICE phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, Sở Ngoại vụ Việt Nam và Công an Hà Nội điều tra hồi năm ngoái. Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan thực thi luật pháp Hoa Kỳ, các cơ quan liên quan của Việt Nam đã điều tra và bắt giữ 3 người về hành vi sử dụng mạng máy vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam vào tháng 8 năm 2020. Một đơn khiếu nại nộp lên tòa án quận trung tâm của Florida vào tháng 8 năm ngoái cáo buộc nhóm người Việt bao gồm những tên sau đây: Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản đã tham gia vào một vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch để thu lợi cá nhân. Theo thông báo của ICE về phán quyết của Tòa án Liên bang ở Tampa hôm 28 tháng 12, nhóm này lập ra hơn 300 website mà họ dùng để bán các sản phẩm lúc đó đang trở nên rất khan hiếm trong thời gian đại dịch ở Mỹ, gồm nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. Hàng ngàn nạn nhân ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã trả tiền cho các mặt hàng được tiếp thị qua các trang web này, nhưng không bao giờ nhận được một sản phẩm gì cả. Theo Đại sứ quán Mỹ cho biết, vào tháng 8 năm 2020, hơn 7.000 nạn nhân bị lừa bởi nhóm người này và các điều tra viên của SSI đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ. SSI đã hoạt động không mệt mỏi để phá vỡ và triệt phá các mạng lưới tội phạm trên khắp thế giới, những kẻ đang lợi dụng đại dịch toàn cầu để thu lợi tài chính riêng cho họ. Đặc vụ John Connor của SSI Tampa nói trong thông cáo của ICE, lệnh cấm vĩnh viễn này là bước cuối cùng để đảm bảo những người này không còn có thể lợi dụng lừa đảo bất kỳ ai nữa. Theo ICE, các bị cáo đã lập ra hàng trăm tài khoản email và mở một tài khoản tại một công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua Internet để thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị cáo cũng bị cáo buộc đưa ra các địa chỉ liên lạc và số điện thoại lừa đảo trên các trang web mà họ đã lập ra, khiến các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan ở Hoa Kỳ nhận được rất nhiều cuộc gọi khiếu nại từ các nạn nhân bị nhóm này lừa đảo. Đưa tin về vụ việc này hồi tháng 8 năm ngoái, Công an Nhân dân cho biết 3 người này cùng một người khác tên là Đỗ Chí Huy cũng bị bắt trong vụ này, đã lập khoảng 110 trang website thương mại điện tử chạy quảng cáo trên Google Shopping và lập tài khoản PayPal để nhận tiền từ khách hàng đặt hàng. Nội dung các website này được sao chép từ các trang thương mại điện tử của Mỹ như Walmart, Best Buy, v.v. Nhóm còn tải mã vận đơn lên PayPal thông qua web của đơn vị vận chuyển UPS của Mỹ nhằm mục đích đánh lừa khách hàng rằng đã được chuyển nhưng thực tế không có hàng vì đơn hàng không có thật. Quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách bộ phận dân sự Ryan Boynton được ICE tích lời nói rằng những trò lừa đảo lợi dụng đại dịch toàn cầu nhắm vào người tiêu dùng Mỹ là đặc biệt nghiêm trọng, và rằng Bộ Tư pháp cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới để ngăn chặn bất kỳ ai muốn trục lợi thông qua hành vi lừa đảo này. Quyền luật sư Hoa Kỳ quận trung tâm Florida Karen Hoffman cho rằng lệnh cuối cùng được đưa ra trong vụ việc dân sự này là gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của quận trong việc đảm bảo rằng các hành vi gian lận, lừa đảo sẽ bị xử lý trong lĩnh vực cực kỳ quan trọng này. ICE cho biết hành động thực thi dân sự được đệ trình lên Tòa án Liên bang ở quận Tampa là một trong những nỗ lực không ngừng của
DOJ trong việc phát hiện, điều tra và truy tố các hành vi bất hợp pháp liên quan đến đại dịch. Lệnh cấm bệnh viện này kéo dài. Lệnh ban đầu nhắm vào ngăn chặn hành vi gian lận của các bị cáo và đóng cửa các trang web lừa đảo của nhóm người Việt này.